Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Thái Lan với tựa đề Chàng Boss và Em Nhân Viên. Phim đang được công chiếu tại Thái Lan nhé cả nhà. Tập 5 bộ phim mở đầu là cảnh bé dâu Tây sau khi tỉnh rượu dậy, quay qua thấy anh Boss thì hết hồn, đá một cái anh Boss rơi tỏm xuống đất luôn. Anh Boss cay cú lắm, hẹn thù này ta sẽ trả sau. Anh Boss làm bánh mì ốp la cho bé dâu ăn. Bé dâu kêu anh Boss quên chuyện hôm qua đã ngủ chung với nhau đi, rồi đánh trống lãng hỏi trứng chiên là trứng gà hay trứng vịt. Thấy anh Boss căn quá nên em dâu tiếp tục thay đổi chủ đề. Em dâu nói tội nghiệp cho mấy anh chị đồng nghiệp, ngày nào cũng vào công ty làm có một việc mà không thấy chán. Anh Boss mới nói chắc tại công ty mang lại hạnh phúc cho mọi người, bé dâu mới la lên công ty ai cũng làm việc căng thẳng hết á Boss, chứ sung sướng cái nỗi gì. Nghe vậy anh Boss mới năn nỉ em dâu kể cho mình nghe lý do để mình từ từ cải thiện. Sau khi ăn sáng xong, anh Boss đưa bé dâu đến công ty đi làm, vào đến nơi anh Boss còn đá lông nheo với em dâu Tây, khiến bé dâu vô cùng xao xuyến. Thằng Giáp thấy bé dâu thân thiết với anh Boss thì rất khó chịu, hỏi chuyện điều tra các kiểu. Bé dâu tưởng thằng Giáp chưa biết chuyện hôm qua mình qua nhà anh Boss ngủ, nên thanh minh thanh nga các kiểu. Tới giờ cơm trưa, cả công ty choáng ngợp với những món ăn buffet mà anh Boss đã chuẩn bị cho nhân viên của mình. Kể từ nay trở đi, nhân viên công ty sẽ được ăn buffet miễn phí mỗi ngày. Cả đám không tin là sự thật, không biết Boss của mình sao hôm nay lại tốt bụng quá vậy. Nhớ về những điều mình đã kể cho Boss nghe, bé dâu cũng hoang mang vì sao anh Boss của mình chịu nghe lời mình và chịu chi quá như vậy. Sau khi đánh chén no nê, bé dâu liền mua cho anh Boss một ly cà phê thật ngon để thưởng nóng. Anh Boss vui lắm khi nhìn thấy bé dâu. Hôm nay ly cà phê bé dâu mua rất là đặc biệt, anh Boss liền cầm ly cà phê lên hỏi bé dâu vì sao ly cà phê hôm nay lạ thế. À thì ra hôm nay quán cà phê có chương trình khuyến mãi in hình và tên miễn phí lên ly. Bé dâu cố tình in lên để cho các bé thực tập sau biết đường mà mua cà phê cho anh Boss vì thời gian thực tập của mình cũng gần hết. Nghe bé dâu sắp hết thực tập ở công ty thì anh Boss buồn sụ một đống. Anh Boss hỏi bé dâu là thằng Jack như thế nào khi biết tối qua bé dâu qua nhà mình ngủ. Bé dâu chết lặng vì tưởng thằng Jack không biết gì hết, ai dè nó biết hết trơn rồi. Hết hồn hết vía, bé dâu mới vội chạy ra ngoài gặp thằng Jack để hỏi chuyện. Gặp thằng Jack bé dâu mới xin lỗi các kiểu vì mình đã giấu chuyện qua nhà anh Boss mà ngủ. Thằng Jack cũng không giận dai, chửi cho bé dâu một trận rồi cũng đi lấy bông băng y tế để sơ cứu vết thương của bé dâu hôm qua bị bạn đánh trúng. Tôi đến vừa tắm ra là anh Boss đã gọi đến để nói chuyện với bé dâu. Bé dâu than vãn cái ông này linh ghê biết mình mới tắm xong là gọi liền luôn. Bé dâu trêu anh Boss là ở gần nên nhiễm cái thói nói chuyện mỉa mai của em rồi phải không? Anh Boss mới thả thính, nói, quen có em trong cuộc sống này rồi thì đúng hơn. Bé dâu nghe vậy thì ngơ người ra luôn, chắc thích lắm mà giả bộ. Hai người nói chuyện một hồi thì bé dâu kêu anh Boss ngủ sớm đi, hôm nay mình có buổi chơi game với các fan hâm mộ. Anh chủ không chịu ngủ, đòi bé dâu vừa chơi game vừa video call với mình mới chịu. Em dâu cũng hết cách, đành vừa chơi game vừa video call với anh Boss. Vừa chơi game, em dâu vừa nói chuyện với anh Boss khiến các bạn fan chọc ghẹo bé dâu quá trời. Kêu bé dâu mau mau giới thiệu cho mọi người biết người yêu. Bé dâu ngượng ngùng đến đỏ mặt, đành tắt game để ngủ sớm. Quay qua thì thấy anh Boss đã ngủ mất tiêu, thấy anh Boss ngủ ngon mà đẹp trai quá thì bé dâu cầm lòng không đặng, trái tim bé dâu thực sự đã rung động rồi sao. Sáng hôm sau, em dâu cùng nhóm bạn thân uống cà phê với nhau. Thằng Jack nói game bên thằng Tham y chang game bên công ty mình làm luôn. Thằng Jack nói cho dù ý tưởng có giống nhau, nhưng sao mà làm y chang như nhau được. Cả nhóm nghi ngờ trong công ty có nội gián, thế là cả nhóm thống nhất với nhau là sẽ âm thầm điều tra, khi biết được là ai thì mới nói cho anh Boss nghe. Bé dâu lo cho anh Boss vụ công ty nên nhức cả đầu không biết giúp anh Boss như thế nào hết. Thấy đã 10 giờ đêm mà anh Boss chưa gọi cho mình thì bé dâu buồn lắm. Đang chửi phong long thì anh Boss nhắn tin tới, báo là mình đang đi ra resort bàn công chuyện nên kêu bé dâu ngủ sớm, hẹn mai gặp ở công ty. Bé dâu mặt một đóng, nhắn tin kêu anh Boss đi đường cẩn thận. Sáng hôm sau, bé dâu biết tin anh Boss tối hôm qua đi resort chung với thằng người yêu cũ thì máu hoạn thư nổi lên, giận dỗi anh Boss các thứ. Thằng người yêu cũ còn lại nói tùm lun về anh Boss để chọc điên bé dâu chơi. Rồi còn rủ mọi người trưa này ăn cơm chung. Trong bữa ăn, anh Boss hỏi chuyện thì bé dâu làm mặt khó chịu, trả lời cộc lốc khiến ai cũng ngạc nhiên, lát sau cả hai vào toilet nói chuyện. Anh Boss hỏi hôm nay em sao thế, bé dâu vẫn tỏ ra vẻ không quan tâm, làm lơ anh Boss mà đi ra. Sau khi ăn xong, anh Boss chở mọi người về công ty, đợi thằng Jack và bà chị mập xuống xe, anh Boss mới khóa cửa xe lại, không cho em dâu xuống.
Anh boss mới hỏi là do em ghen anh với thằng người yêu cũ phải không? Bé dâu mới tức quá la lên, do mình cảm thấy khó chịu trong người, từ người quan trọng nhất giờ trở thành người vô hình vậy á. À thì ra anh boss và thằng người yêu cũ đi gặp thằng Tham bàn về vụ game. Mà thằng Tham không chịu ra gặp, em dâu trách móc anh boss đi mà không nói mình biết, coi trọng thằng người yêu cũ hơn mình. Bực mình, bé dâu chồm người lên vô lăng để nhấn mở cửa, ai ngờ anh boss chớp thời cơ, tiếp tục cưỡng hôn em dâu ngay và luôn. Em dâu sướng quá cứ thế mà để cho anh boss hôn thỏa thích. Thấy bé dâu chưa tin mình, anh boss đè hôn thêm một lần nữa cho bé dâu phê chơi. Được anh boss hôn thì bé dâu cũng phần nào nguôi cơn giận. Hôn bé dâu xong, anh boss hỏi bé dâu hãy trả lời cho mình hai câu hỏi. Một là em thấy thế nào khi hôn anh? Hai là có phải em đang ghen nên mới khó chịu với anh phải không? Và hẹn ngày mai bé dâu sẽ trả lời cho mình biết. Xong xuôi, anh boss mở chốt cửa, thả cho bé dâu xuống xe. Vì mãi bận suy nghĩ chuyện anh boss mà bé dâu phân tâm khi chơi game khiến cả đội bị thua, thằng Thury chửi bé dâu quá tời quá đất luôn. Cái thằng coi vậy mà nóng tính ghê đó cả nhà. Thằng Jack thì biết bé dâu đang suy nghĩ chuyện anh boss, nó hỏi bé dâu thích anh boss hay anh boss thích bé dâu. Thằng Jack còn khuyên bé dâu, đĩa đừng mơ mà đeo chân hạt. Không biết thằng Jack này có tình ý gì với bé dâu không? Mà từ khi biết bé dâu với anh boss là nó luôn tìm cách bàn ra để chia rẽ. Thằng Do chạy theo thằng Thury mà an ủi. Thằng Thury nghe lời vợ, nó cũng hạ hỏa. Thằng Free vừa mới bớt nóng thì thằng Do lại nóng sốt 39 độ rưỡi, té xỉu ngay tại chỗ. Anh boss suy tư không biết bé dâu sẽ trả lời mình như thế nào đây. Nếu bé nói thích thì quá tốt, nhưng bé nói không thích thì không biết chui vào đâu mà trốn. Đang suy tư thì thằng Tham nhắn tin hẹn anh boss ngày mai ra gặp mặt. Anh boss liền nhắn tin báo cho bé dâu ngày mai mình đi làm trễ, hẹn gặp nhau ở văn phòng. Bé dâu hôm nay không được anh boss gọi nói chuyện như mọi ngày thì buồn thỉu buồn thiêu cái mặt, nhìn mà tội nghiệp. Sau khi gặp thằng Tham về thì anh boss đùng đùng bước vào phòng mà đóng cửa một cái rầm khiến ai cũng hoảng hốt. Thấy tình hình không ổn, bé dâu đành chạy vào xem anh boss thế nào. Vì đang lên cơn điên, anh boss không muốn nói chuyện với bé dâu vì sợ không kiềm chế được, lại khiến em ấy giận. Bé dâu lui thủi bước ra phòng làm việc thì thằng người yêu cũ của anh boss lại đến tìm. Biết anh boss đang giận, thằng người yêu cũ anh boss vội vàng chạy vào xem tình hình thế nào. Người này vào, người kia ra, rồi người này ra người kia vào khiến chị Mập và thằng Jack không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Cuối giờ, thằng Jack lại tiếp tục nói bé dâu không xứng với anh boss nên đừng tiếp tục nữa, kẻo không sẽ bị tổn thương. Về đến nhà nghĩ đến những lời thằng Jack nói, bé dâu đầy tâm trạng khi nhớ cảnh mình đã nấu mì cho anh boss ăn. Bé dâu Tây thực sự thích anh boss nhà ta thật rồi cả nhà ạ. Đang tương tư về anh boss thì bé dâu nghe được tiếng gõ cửa. Ra mở cửa bé dâu vui lắm khi người gõ cửa chính là anh boss đẹp trai mà bé đã đem lòng thầm thương trộn nhớ hồi nào không hay. Tập 5 phim Chàng chủ và em nhân viên đã hết. Mọi người nhớ like và theo dõi kênh để đón xem review tập 6 nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.